tin đến từ Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Thịnh Vượng đóng trên khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh do Nguyễn Văn Út sinh năm 1960 làm chủ. Cơ sở này đang làm dầu nhất giả với số lượng khoảng 1.000 lít, trong đó có 240 bình nhất giả đã chiết xuất thành phẩm mang nhãn hiệu Honda, Yamaha và khoảng 600 lít nhớt đã qua pha chế còn để trong bồn inox. Một số bình nhất giả thành phẩm đã được chất lên xe tải, chuẩn bị đi tiêu thụ. Tiếp tục kiểm tra cơ sở trên, phát hiện bên trong còn có hai lò nấu nhớt bằng kim loại, dung tích khoảng 800 lít, hơn 100 bình nhựa, nhãn hiệu nhớt Yamaha, Catron, Durable dung tích 1 lít, 10 bình nhựa không nhãn hiệu dung tích 18 lít, gần 3.700 vỏ bình nhựa, 58 kg chất phụ gia tăng độ nhớt được đựng trong 3 bao tải. Qua làm việc, Võ Văn Út đã thừa nhận hành vi sản xuất dầu nhất giả, sau đó thuê xe tải chở nhất giả đi tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác. Mỗi bình nhất Út giao cho các nơi tiêu thụ với giá từ 20 đến 30 ngàn đồng. Được biết doanh nghiệp tư nhân Thịnh Vượng được cấp giấy phép kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, mua bán và sơ chế nguyên liệu cũ, mua bán nhớt và phụ tùng xe Honda. Lợi dụng hình thức kinh doanh này, chủ cơ sở đã pha chế nhất giả để bán ra ngoài kiếm lợi nhuận. Lực lượng chức năng đã niêm phong các công cụ pha chế và lò nấu nhớt. Riêng số bình nhớt thành phẩm đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.